Rồi mình quay xong mình mới về các bạn ơi. À, mình thấy hình như là có hai ba bông bay qua ba lại đó các bạn. Chắc ông bà người ta về người ta dùng đậu phộng đó các bạn. Rồi Hiệp xin chào quý vị và các bạn nha. Thì hôm nay mình chuẩn bị đồ cúng, mình lại mình cúng ở chỗ cái nền nhà bỏ hoang. Thì cách nay cũng 3 hôm Hiệp có làm cái clip mà cầu cơ ngang để lên trứng gà đó các bạn. Thì bữa đó vô tình mình vô mình thấy cái cục lửa quá trời đỏ các bạn. Thì hôm nay mình sẽ vô đó mình cúng đậu phộng. Mình có chuẩn bị đậu phộng rồi các bạn. Và mình đặt camera rồi coi coi có hiện tượng là lạ gì hay gì không nha các bạn. Các bạn xem kênh nhớ cho mình một like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình đi làm tâm linh rất là nguy hiểm. Đây dụng cụ của mình nè các bạn. Mình có một cặp đàn cây. Một cặp đàn cây này là mình thỉnh ở trong miếu bà nè các bạn. Ngay cái liệp dịp mà lễ bà người ta đốt cho bà còn á. Đó, đậu phộng thì đậu phộng mới. Mình cúng vong xong mình để nhang lên coi vong có gì chứng hay không nha các bạn. Giờ mình đặt camera ha. Còn này nước trà nóng. Đó. Bây giờ mình tiến hành mình đi các bạn ơi. Ủa sao có con cóc đây ta? Ở đây có cây su đổ nữa nè các bạn. Cây su đổ này nấu canh chua tép là thầy luôn ha. Bọn hổm mình mới vừa vô tới đây là mình thấy cục lửa nè các bạn. Mình thấy cục lửa ngay đó đó. Bữa hổm mình cách nay 3 hôm thì mình cầu cơ ngay đây. Ngay đó. Cái này là nền nhà bỏ hoang nha các bạn. Một lần có cái nhà bây giờ một người ta dỡ ra bỏ các bạn. Bữa hổm mình thấy cục lửa ngay đây nè các bạn. Đây có cây nước nữa nè. Rồi toilet. Nhà đã bỏ lâu rồi các bạn, mục hết trơn rồi. Cúng ở đâu cho lịch sự ta. Chắc mình cúng ở trên đây các bạn. Bên đó thì có cái nghĩa địa các bạn ơi. Dùng mình xách nè. Mô Di Đà Phật. Con hôm nay con lại đây con mà con có đem đậu phộng lại ha. Con mời ông bà cô bác về dùng đậu phộng ha. Về dùng dùng trà.
Rồi bắt đầu mình chuẩn bị đặt camera nha các bạn. Mình phải tắt đèn led mới được. Mà mình tắt đèn led vong người ta mới dám về nó chứng nha các bạn. Rồi phản cử giật nửa cây nhang. Rồi mình sẽ quay lại. Rồi mình sẽ rồi mình về mình coi camera có hiện tượng gì lo gì không hay không nha các bạn. Rồi, mình đi chỗ khác nha.
đầu mình lấy rồi nhân xào lạc đó. Mình lấy hột đậu mình viết số, mình thay thế số nha các bạn. Ở đây là số 0 nè, số 1 nè, số 2 nè. Không, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, ông bà cho tôi mượn cái nhang nha. Bắt đầu mình để cái mũi nhang về số 0 nha các bạn. Đây là số 0 nè. Ông bà cho tôi hỏi hiện giờ có bao nhiêu vong đang ở đây, có bao nhiêu vong về dùng đậu. Đó, xây đó các bạn. Đó, xây đó các bạn. Cho tôi hỏi hiện giờ có bao nhiêu vong đang về dùng đậu phộng. Cho tôi hỏi hiện giờ có bao nhiêu vong về dùng đậu phộng. Vậy là mình đếm nha các bạn. Hiện giờ là ông bà người ta mũi nhang ta chỉ về cái hộp đậu này nè để mình tính nha. Số 0, số 1, số 2, số 3. Như vậy là có 3 vong đó các bạn. Rồi, có 3 vong. Cho tôi hỏi vong được bao nhiêu tuổi.
quay về số 3 nữa ta. Không, 1, 2, 3. Nhan. Không, 1, 2, 3. Nhan rớt về số mấy? 3, 4, 5, 6. Vậy là vong 36 tuổi các bạn ơi. Bây giờ mình hỏi nam hay nữ nha các bạn. Bên trái là nam, bên phải là nữ. Cho tôi hỏi vong phải nữ, vong nữ hay nam? Bên trái là nam, nữ. Nam, nữ. Nếu phải nữ đứng lên. Nữ các bạn ơi, nổi da gà cho các bạn. Rồi, vậy con tôi cảm ơn ông bà nha. Rồi mình về mình coi camera lại các bạn, coi có hiện tượng gì lạ không nha. Các bạn và mọi người xem kênh nhớ cho mình một like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi mình xin nói lời chào.